Bất chấp những tranh cãi xoay quanh thiết kế có phần quái dị ở đuôi xe, Hyundai Santa Fe thế hệ mới vẫn đang là một trong những mẫu xe khá hát trên thị trường Việt Nam. Cụ thể, theo khảo sát, thời điểm hiện tại, nhiều khách hàng Việt dù cầm sẵn trên tay tiền mặt và sẵn sàng thanh toán đủ, cũng rất khó sở hữu ngay xe Hyundai Santa Fe mới. Lý do bởi lượng xe có sẵn tại đại lý chính hãng rất ít, trong khi nhu cầu chờ mua chiếc SUV crossover này khá cao. Đáng chú ý, sự tranh lệch cán cân cung cầu khiến tình trạng bán bia kèm lạc tái diễn ở nhiều đại lý. Cụ thể, tại một đại lý Hyundai ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, nhân viên bán hàng cho biết hiện lượng xe Santa Fe phân bổ về đại lý khá nhỏ giọt. Vì vậy, nếu muốn sớm nhận xe, người mua sẽ phải chấp nhận chi trả thêm một khoản tiền tranh. Con số cụ thể còn tùy theo phiên bản và màu xe, giao động từ 20 đến 70 triệu. Tại Bình Dương, khi khách hỏi giá bán và ngỏ ý muốn sớm được nhận xe, Tư vấn viên bán hàng của một đại lý Hyundai cũng thẳng thắn cho biết, hiện chỉ có phiên bản Santa Fe Prestige là sẵn xe giao ngay, giá lăn bánh vào khoảng 1 tỷ 380 triệu. Trong khi, các bản cao hơn rất khan hàng, về xe nào giao ngay xe đó. Thậm chí, bản cao cấp nhất Santa Fe Calligraphy Turbo khách muốn mua phải trồng thêm 70 triệu. Nhưng nhân viên bán hàng cũng báo trước với khách rằng, dù thêm tiền lạc vẫn không thể có xe giao ngay mà phải xếp hàng đợi đến lượt, không chắc kịp giao xe. Trong tháng 11 thời điểm vẫn còn được hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ. Không chỉ tại khu vực phía Nam, tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, tình trạng tranh giá cũng xảy ra. Khách mua Hyundai Santa Fe, tại hầu hết đại lý đều được tư vấn chương trình bán bia kèm lạc tương tự. Một số đại lý không áp dụng kiểu kê thêm tiền mặt sẽ chào bán kèm phụ kiện, giá trị vài chục triệu đồng. Nhân viên bán hàng của một đại lý Hyundai ở TP Thủ Đức cho biết, tình trạng tranh giá dự kiến sẽ còn kéo dài thêm một vài tháng bởi lẽ hiện tại nguồn cung mẫu xe này vẫn rất hạn chế. bản thân đại lý Hyundai vẫn mòn mỏi chờ xe về. Hyundai Santa Fe 2025 bắt đầu phân phối tại thị trường Việt Nam từ nửa cuối tháng 9 với năm phiên bản đi kèm mức giá niêm yết từ 1 tỷ lẻ 69 triệu đến 1 tỷ 365 triệu. đáng chú ý, ở thế hệ mới, mẫu xe này có thêm phiên bản 6 chỗ tương tự thị trường Hàn Quốc. tuy nhiên, xe cắt bớt phiên bản máy dầu vốn được người dùng Việt Nam ưa chuộng so với bản cũ. Ngoại hình Santa Fe mới thay đổi gần như hoàn toàn với thiết kế vuông vức, sắc cạnh hơn. Mặc dù vậy, khu vực đuôi xe gây tranh cãi bởi cửa cốp phẳng và lớn hơn thế hệ cũ. Hãng xe Hàn Quốc cho biết, sở dĩ chọn thiết kế cửa cốp này nhằm mở rộng khoang hành lý, tăng sự thực dụng cho Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 6. Tuy nhiên, nhiều khách hàng cho rằng chi tiết này khiến xe mất cân đối và có phần cục mịch. Tại Việt Nam, Santa Fe hiện đang là một trong những mẫu xe SUV crossover 7 chỗ khá ăn khách. Năm 2023, các đại lý Hyundai bán ra tổng cộng hơn 6.000 xe tức mỗi tháng xe này đạt doanh số trung bình trên 500 xe. Trong khi đó, tính lũy kế 10 tháng đầu năm 2024, mẫu xe này cũng đạt doanh số gần 5.000 xe,